Anh lại làm em khóc nữa rồi, anh lại làm em đớn đau rồi, anh lại làm em mất hy vọng tương lai của hai chúng ta. Nhưng bởi vì anh cũng chẳng đủ tốt để hiểu hẳn vạn lý do làm em đau đớn. Ok mọi người nhá, anh chủ shop đã đến tận nơi để bảo hành chiếc ghế này. Cộng một sự nhiệt tình và uy tín của shop. Đây là tận cận cảnh mặt chủ shop mọi người.